Vâng, chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ thiết kế bài 6, thiết kế phần cứng và phần mềm cho bài đếm sản phẩm có 3 nút nhấn up, down, star. Nhấn down thì dùng để hiệu chỉnh giá trị số đếm tối đa cho mạch đếm sản phẩm. Giá trị đặt mặc định bằng 20. Giá trị đặt nằm trong khoảng từ 20 đến 30. Thực hiện nhấn star, mạch đếm sản phẩm mới bắt đầu hoạt động. Khi sản phẩm đạt bằng số đặt trước đó thì ngừng đếm và hiển thị thông báo trên LCD. Bài làm của mình đầu tiên là ta đi thiết kế phần cứng. Về phần cứng thì gồm một con bit 16F57, LCD, nút nhấn và một nút thiết kế một nút đếm sản phẩm. Các chân RD0 đến RD7 được nối với RD0 RD7 của con LCD. Chân RE0, RE1, RE2 nối đến RS và RE của con LCD. Với RE thì nguồn, còn với S nối đất. Mà đây sử dụng nút nhấn thay cho con đếm sản phẩm. Tiếp theo đi về phần code của chương trình. Về code của chương trình thì đầu tiên là ta khai báo thư viện 16F57. User HS là cho phép sung clock trên 4 MHz. Dùng delay sung clock là 20 MHz. Output keyboard, output key LCD, output key board bơ, dùng cái board bơ để truyền dữ liệu. Khai báo các chân RS, RW, RE thì chân E0, E1, E2. Cái khai báo thư viện LCD thì về thư viện LCD thì mình đã viết lại giống như trong sách. Đây là cái lệnh clear 0x01 là xóa màn hình LCD. Các chân up, down, star thì được gắn pin B0, B1 và B2. Bây giờ ta khai báo một cái mảng gồm 8 bit từ cái mã LCD từ 0 đến 9, gồm 10 phần tử và một cái biến sản phẩm với giá trị đếm là 8 bit. Ta tiếp theo là một cái void hiển thị giá trị đặt, đây là hiển thị giá trị đặt thì LCD comment 0x8D là nó hiển thị ở dòng đầu tiên, bắt đầu từ vị trí 8D là khoảng bắt đầu từ vị trí 12, đây là hàng chục hàng đơn vị. Còn hiển thị sản phẩm sơ đồ là dòng thứ hai của con led, hiển thị chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 12 và về void main thì người ta sẽ chích bọc đơ bọc e và bọc bơ. Bọc bơ thì cho ta set up cái LCD. Đầu tiên là khi mà cái giá trị đặt, cái chữ giá trị đặt nó hiển thị trên hàng đầu tiên của con LCD thì nó nằm ở vị trí đầu tiên. Còn số sản phẩm thì nó hiện ở hàng thứ hai, nằm bắt đầu từ vị trí đầu tiên là 0x0. Tiếp tục ta cho giá trị đạt đạt là 20, nó sẽ hiển thị giá trị đạt. Còn sản phẩm đầu tiên bằng 0, nó hiển thị sản phẩm. Ta đi vào cái lớp 1. Lớp 1 là ta
Đây là ta lệnh kiểm tra nút nhấn chống dọi. Nếu mà khi nhấn đến 30 thì nó sẽ hiển thị giá trị đẹp. Cứ mỗi lần nhấn thì nó sẽ tăng lên đến giá trị 30 thì nó sẽ quay lại. Nếu để nút nút nhấn down, nếu mà người ta nhấn quay nhấn từ 30 mà nhấn giờ lại 20 thì nó sẽ hiển thị giá trị đẹp. Mỗi lần nhấn nó giảm một đơn vị. Còn nút start để cho phép nếu mà khi mà muốn đếm sản phẩm thì phải nhấn nút start thì sản phẩm mới đếm được. Rồi cái lớp 3 là nếu nhấn nút start thì setup timer bắt đầu đếm. Còn cái lớp 2 là cái sản phẩm mang get timer không là bắt đầu cái sản phẩm được đếm. Còn nếu mà sản phẩm nó bán giá trị đặt thì nó sẽ hiển thị ra thì LCD sẽ dừng lại và hiển thị dòng đủ số lượng và dòng dòng thứ nhất là đã đủ số lượng và dòng thứ hai đề nghị đóng gói. Thời gian delay là 500 mili giây. Tiếp theo là Go thì ta chạy cái lớp rồi nó sẽ hiển thị sản phẩm ra. Hiển thị sản phẩm là cái nó sẽ voi hiển thị sản phẩm là hiển thị cái timer mình vừa đếm. Trong này em sẽ dùng thêm một cái kiểm tra nút nhấn up down star. Đôi khi là trong lúc mình ta đếm sản phẩm thì ta muốn tăng sản phẩm lên, trong lúc đếm là ta giảm sản phẩm, giảm cái giá trị đặt trong lúc mà đếm cũng được. Rồi tiếp theo chạy cùng bài trình điều chỉnh. Rồi ta gắn vào phần cứng. Rồi. Đầu tiên là sản phẩm là giá trị đặt là 20, sản phẩm là 00. Ta nhấn up tăng lên. Down giảm. Khi ta nhấn nếu mà ta chưa nhấn start mà ta nhấn đếm xong ta nhấn nút đếm đếm sản phẩm thì nó không sản phẩm không sẽ không được đếm. Ta nhấn start sản phẩm nó sẽ đếm. Đếm. Tôi đếm thì ta tăng tăng cái giá trị đặt lên 23, khi ta đếm tới 23 thì đã đủ số lượng để người đóng gói. Chương trình bài làm của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.